Còn gần 2 tháng nữa, huyện Lục Ngạn mới chính thức bước vào vụ mùa vải thiều năm 2021. Ở những năm gần đây, song song với sản xuất tiêu thụ vải, Lục Ngạn đã quan tâm tới phát triển du lịch trong mùa vải và thực tế đã thu hút rất nhiều du khách. Năm nay có sự khác biệt, mặc dù chưa bước vào vụ thu hoạch vải thiều, song thời điểm này đã có nhiều du khách đến với mảnh đất này để tham quan trải nghiệm du lịch sinh thái vườn đồi mà trọng tâm là trải nghiệm mùa hoa vải không chỉ sắc đỏ của quả vải, giờ đây những truyền đồi phủ trắng màu hoa vải cũng đã để lại trong lòng du khách những ấn tượng khó quên. Đã nhiều lần đến thăm Lục Ngạn, nhưng đây là lần đầu tiên chị Nguyễn Thị Thúy, du khách đến từ Hà Nội, cùng những người bạn của mình về với mảnh đất này vào đúng mùa hoa vải. Hình ảnh những chùm hoa vải phủ trắng trên các trên đồi đã để lại những ấn tượng khó quên trong lòng du khách. Và cái ấn tượng ban đầu khi đến đây thì mình cảm giác rất là rất là ở nơi đây vào cái mùa hoa vải đến rất là đẹp và ấn tượng thì chắc chắn là rất là sâu sắc rồi chính vì thế mà mình chắc chắn là vào năm sau khi vào mùa vụ hoa vải thì mình chắc chắn sẽ quay trở lại nơi này thêm một lần nữa. Chuyến hành trình của những vị khách này là một hoạt động trong chương trình khảo sát tour du lịch về miền trái ngọt được Phòng Văn hóa Thông tin huyện Lục Ngạn phối hợp với Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Bắc Giang và một số đơn vị lữ hành thực hiện nhằm đánh giá, khai thác tiềm năng của lục ngạn vào mùa hoa vải. Là cái tiềm năng là tài nguyên phát triển du lịch, miệt vườn phát triển du lịch sinh thái rất là tốt, khả thi. Qua cái buổi hôm nay thì đến đây khảo sát thì ngoài ra cái ngoài cái cái kết hợp với cái cái du lịch về cái uh, mùa vải hoặc mùa trái thì uh, nếu như để muốn để phát triển du lịch tốt ấy, thì cần phải uh, phát huy lòng ghép hơn nữa. Ví dụ như là Xen canh ngoài việc thăm ra thì cũng phải tiêu thụ những sản phẩm cần phải tăng cường đẩy mạnh là làm những cái sản phẩm tiêu thụ từ những cái sản vật của địa phương. Những năm trở lại đây, song song với việc đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm trái cây đặc trưng của địa phương, huyện Lục Ngạn cũng đặc biệt chú trọng quan tâm đến việc phát huy lợi thế, thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng sinh thái miệt vườn. Nhiều tour du lịch đã được các đơn vị lữ hành xây dựng để giúp du khách thập phương trải nghiệm về nét đẹp văn hóa của mảnh đất này. Chúng tôi cũng phải kết nối với các trung tâm xúc tiến du lịch của tỉnh, của các tỉnh bạn và đặc biệt là với một số các doanh nghiệp mà lữ hành để mà kéo họ về khảo sát và xây dựng các cái tour tuyến Thế thì trong năm 2021 này trong cái vụ vải này thì chúng tôi thấy là cái vụ vải này là lục ngạn là sẽ có cái cái sản lượng tương đối lớn. Chính vì thế mà ngay cái dịp đầu này thì chúng tôi muốn là tổ chức để khảo sát để để xây dựng những cái tour để đến khi mà vụ vải đến thì chúng tôi có thể thực hiện được ngay cái việc mà đưa đón khách du lịch đến lục ngạn. Việc các tour tuyến du lịch về với lục ngạn được hình thành và ngày càng thu hút du khách đã khẳng định những tiềm năng lợi thế mà Lục Ngạn đang có để phát triển du lịch sinh thái miệt vườn đây cũng chính là tiền đề quan trọng để đưa du lịch lục ngạn nói riêng và bắc sang nói chung từng bước phát triển mạnh mẽ.